Xin chào tất cả các bác ạ. Hôm nay thì em có về mấy thùng máy bơm nước hồ cá làm thác nước Hòn Nón Bộ, bơm nước tuần hoàn không chổi than, loại 19W, 12V và 24V 22W. Đây các bác, em sẽ quay lại cái thông số và hình dáng con bơm này cho các bác xem nhé. Đây là con 12V 19W này, lưu lượng là 800 lít trên giờ, đẩy cao 5m. Kích thước nhỏ gọn, gầm chìm cũng được, để nổi cũng được. Loại này là loại có gen ống vào ống ra là gen ngoài 21. Ngoài ra thì em có loại ống trơn. Ống trơn này thì ống vào phi 16, ống ra là phi 10, 12. Còn đây là con 24V 22W. Con này thì thông số nó cũng như vậy, nó cũng ghi là 800 lít trên giờ và đẩy cao 5m. Thực tế của con này nó đẩy cao 5 mét rưỡi nhá, cao hơn chút. Đó. Mấy thùng luôn các bác nhá. Thoải mái thì các bác mua xỉ, em có giá xỉ cho các bác mua nhiều và mua số lượng đó. Thì những bác nào mà cần cho mục đích như là bảy chấm hét này, rồi là bơm hồ cá, bơm tuần hoàn, làm thác nước Hòn Nón Bộ, những cái bể mini, bể tiểu cảnh nhỏ nhỏ ấy, thì sử dụng con này thì nó ngon bổ rẻ, rẻ tiền đấy. Ngoài ra thì em bán đối với con 12V 19W này nhá, thì chúng ta có, nếu muốn điều chỉnh cái lưu lượng nước ra thì chúng ta dùng điều khiển tốc độ. Đây. Đây là cái túi, đây là cái điều chỉnh tốc độ của nó này. Điều chỉnh tốc độ cho có loại 12V nhé. 24V thì em chưa có điều chỉnh tốc độ cho nó. Đây, chúng ta có thể xoay thay đổi cái tốc độ vòng quay của motor để nó lưu lượng nó ra nó thay đổi, thì khi bán bác nào cần mua các bác cứ gọi cho em thì em sẽ bán kèm theo cái điều khiển tốc độ, rồi thậm chí cả đổi nguồn adapter để cắm trực tiếp vào điện lưới cũng cũng có các bác nhé. Đây là dòng 12V 24V, thì nếu mà sử dụng điện 220V thì các bác vui lòng là sử dụng bộ đổi nguồn chuẩn của nó, nguồn điện ra điện một chiều DC 12V hoặc 24V, bên em đều cung cấp hết nhé. Còn nếu bác nào mà sử dụng với ắc quy thì đa số thì các bác lại sử dụng dòng 12V, bởi vì ắc quy thì chúng ta có mỗi bình thôi, còn 24V là phải dùng hai bình, nó phức tạp hơn. Đấy, còn đối với những dòng này thì trông nhỏ nhỏ thế này thôi nhưng mà nước ra rất là nhiều, 800 lít trên giờ, tức là một phút của nó là tới 13 lít nước. Một phút 13 lít các bác nhá. Video test thì em test cũng khá nhiều rồi. Test rất nhiều dòng này thì bác nào cứ mà cần xem lại video test thì em sẽ gửi video cho qua Zalo. Đấy, để mua cái sản phẩm này thì các bác đừng quên đăng ký kênh của bên shop em và liên hệ qua hotline 038 6898 366, website là máy bơm mini 68.com. Xin chào tất cả các bác.